Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình đang có ở đây là ổ khóa của Đêm Thái nha anh em. Thì hiện tại thời gian bây giờ thì gần như là còn rất là ít xe mà ổ khóa Đêm Thái còn nguyên nha anh em. Như đạt rã xe thì 10 xe cũng chả được xe nào còn ổ khóa zin nữa. Mà có còn thì nó cũng bị lạc lìa lạc lõi hết rồi, nó bị rớt chỉ anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái ổ khóa Đêm Thái nha anh em nha. Thì ổ khóa này là ổ khóa thay mới anh em. Đây, ổ khóa là ổ khóa thay mới này. Đó. Ok chưa? Made in Thái Lan nha. Anh em thấy rõ ha. Đó, Made in Thái Lan. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình giới thiệu cho anh em cái ổ khóa này. Thì cũng rất là nhiều anh em chúng ta phân vân về ổ khóa này hay là ổ khóa 6 cạnh. Thì nói thật với anh em thì ổ khóa 6 cạnh nó cũng có cái hay của nó nha. Ổ khóa 6 cạnh á là nó sẽ khó bị ăn trộm với cái ổ khóa này. Nha, này là sự thật anh em. Ổ khóa 6 cạnh á là do nó có 6 cạnh cho nên là cái việc mà ăn trộm nó chọc chìa khóa thì nó mở nó sẽ mất thời gian hơn. Tất nhiên nó vẫn chọc bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn với ổ khóa này. Ổ khóa này thì nếu mà nói về cái chuyện mà bị ăn trộm xe á thì cái này nó sẽ không an toàn bằng cái 6 cạnh. Nhưng mà riêng về độ bền cũng như là cái độ đẹp thì nó sẽ hơn nha anh em nha. Nó gì nói đồ Honda Thái Lan nó vẫn là đỉnh đó anh em. Đó. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho anh em về cái ổ khóa này, cũng như là nói về cái giá cho anh em để chúng ta có thể chúng ta mua về sử dụng hoặc là mua về cho tặng tùy anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui hộp cho anh em luôn. Đây nha. Mở 100% nha anh em nha. Đó, mình sẽ khui hộp cho anh em luôn. Đây. Đây anh em ha. Đây. Mình sẽ khui hộp cho anh em coi thì anh em chúng ta cứ yên tâm, mình là mình bán là lúc nào là cũng hàng full box cho anh em hết nha. Đây. Đây anh em ha, tem Made in Thái Lan. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi. Thì đây cái bộ khóa này nó sẽ là ổ khóa HM chìa mập nha anh em. Thì những anh em nào mà chúng ta chơi rim mà dạng như lâu năm á thì anh em mới biết cái ổ khóa này, còn những anh em mà mới chơi á thì anh em có khi anh em sẽ chưa từng thấy ổ khóa này luôn. Tại vì bây giờ xe anh em còn rất là ít những xe có cái chìa khóa này nha. Nó thật luôn anh em. Đây, chìa khóa này này. Rất ít xe có nha. Đó, cái chìa khóa này bây giờ không phải xe nào cũng còn nha anh em. Rất là hiếm nha, chứ nó không có giống như ngày xưa là ai đi thì cũng đều cái chìa này, tại vì hồi đấy cái xe nó chưa có hư luôn anh em. Còn bây giờ thì xe rớt chìa hết rồi. Thì rất ít xe còn cho nên là anh em chơi rim sau này nhiều anh em còn không biết cơ mà. Đó ha. Thì mình mua thử về mình chơi cho biết anh em ha. Giá là 450 nha anh em. Đó. Mức giá 450 nha anh em. Mà hàng này hàng hiếm nha, không phải dễ kiếm có đâu anh em, mình cũng phải theo đợt chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Đó. Ổ khóa của Đêm Thái này thấy nó sẽ có cái lỗ ở đây nè. Đó, ở giữa nó có cái lỗ nè. Lỗ nha. Còn số pe nó không có anh em để ý cho anh em sẽ biết. À. Đây. Bộ chìa này thì khỏi nói rồi anh em, khỏi nói về chất lượng rồi. Bao anh em luôn. Anh em lên xe cái này là bao đỉnh nha anh em. Ra cà phê mà anh em cầm bộ chìa khóa này em để trên xe, để trên bàn đó anh em, uống cà phê phải gọi là đỉnh luôn. Ai chơi nhìn phát biết liền nha anh em. Đó thấy không? Ổ khóa Đêm Thái chìa mập này thấy không? Chìa HM chìa mập này. Về đời sau anh em những chiếc Super Rim á thì nó làm là chìa dẹp nha anh em nha. Thì nó không có đẹp bằng và cái độ nhận diện của nó cũng kém hơn. Ổ này thì bao anh em chức năng mở khóa, tắt khóa cũng như là khóa cổ đầy đủ hết nha. Về mình giữ việc xài thôi. Đó, này, khóa cổ nè. Mở tắt nè. Mở khóa nè. Tắt nè. Khóa cổ nè. Đó. Nhìn thấy không? Nè, khóa cổ nè. Đó, cái này nó chạy lên nè, nhìn thấy không? Nhìn thấy nó chạy lên. Đó, chạy xuống nè. Đó. Bao mướt cho anh em luôn nha. Cực kỳ nhẹ luôn. Về là mình chỉ có xài thôi. Thì đây ổ này nó sẽ trùng mã với nhau luôn. Đây. Ví dụ con này là mã đây này, nhìn thấy không? GN5B23 đó. Rồi đây, mã là sau ổ sau này. GN5B23 luôn, đó thấy chưa? Đó. Và đây, chìa nó cũng có mã luôn. Đây, mã là B23 đây luôn. Nhìn thấy không? Đó, chìa mã B23 nè. Đó, rất là rõ ha. Thì anh em chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể chúng ta mua một bộ về chúng ta sử dụng. Này, 7 màu này. Rất đẹp nha anh em. Đó, thấy không? Em thấy bảy màu không? Này là khỏi chê nha anh em nha. Thực sự chất lượng tuyệt vời luôn. Về mức giá thì 450 một bộ nha anh em. Anh em chúng ta có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình để mua về sử dụng cho xe nhà. Thực ra thì cái này nó không chỉ gắn được cho Đêm Thái đâu nha. Cái này thì nó có thể gắn được cho Super Rim
hay là rim lùn cũng được. Rim lùn thì anh em nối thêm chút dây nữa, tại vì dây rim hái nó sẽ ngắn, rim lùn nữa này nó dài hơn. Còn lại là bác biết là gắn y chang hết nha. Super rim cũng được, rim Trung Quốc cũng được, rim Thái thì quá tốt luôn, chuẩn luôn. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể chốt về để sử dụng cho anh em nha. Mức giá của nó sẽ là 450.000 cho một bộ combo full như thế này luôn. Về là mình chỉ có việc ráp vào xe là mình chạy thôi nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em về những video tiếp theo nha.